Ngày 22 tháng 7, đoàn công tác của Ban Thường vụ tỉnh ủy do đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với thành phố Sông Công về việc ra soát các cuộc thanh tra kinh tế xã hội và thực hiện kiến nghị kiểm toán nhà nước trong năm 2019 đến nay. Qua giả soát cho thấy, trong thời gian qua, Ban Thường vụ Thành ủy Sông Công đã quan tâm công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thanh tra kinh tế xã hội, thực hiện các kết luận kiến nghị quyết định xử lý sau thanh tra kiểm toán theo báo cáo, từ mùng 1 tháng 7 năm 2019 đến 30 tháng 5 năm 2020, thành phố có 4 cuộc thanh tra về kinh tế xã hội, trong đó thanh tra sở tài chính một cuộc, thanh tra thành phố 3 cuộc. Sau thanh tra kiểm toán, thành ủy đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện nghiêm các kết luận kiến nghị kiểm toán, kịp thời chấn chỉnh xử lý vi phạm, tạo được sự đồng thuận khi thực hiện các biện pháp xử lý qua thanh tra. Tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố đã nghiêm túc tiếp thu nội dung dự thảo báo cáo kết quả ra soát và ý kiến đóng góp của đoàn công tác để kịp thời chấn chỉnh những tồn tại hạn chế trong thời gian tới, đồng thời giải trình kiến nghị một số vấn đề còn vướng mắc tại địa phương. Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Đặng Xuân Trường, trưởng đoàn công tác đánh giá cao công tác chỉ đạo thực hiện kiến nghị sau các đợt kiểm tra giám sát, đồng thời yêu cầu địa phương tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo đối với công tác nội chính, nâng cao chất lượng công tác thanh tra, chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế thiếu sót đã được chỉ rõ, xây dựng kế hoạch giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện môi trường thuận lợi để kinh tế xã hội phát triển và góp phần vào thành công đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.